luôn xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Simacai đã tập trung đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, các nhiệm vụ của thị trấn đều được triển khai thuận lợi với sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân. Đây là tuyến đường kết nối từ trung tâm thị trấn Simacai đi cửa khẩu Hóa Chư Phùng đang được mở rộng nâng cấp. Để hoàn thành tuyến đường, 50 hộ dân bị ảnh hưởng. Lúc đầu, người dân chưa đồng tình ủng hộ bởi không được hưởng chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Kiên trì vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu về lợi ích khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp. Cả 50 hộ dân đều đồng thuận hiến đất với diện tích trên 22.000 m², giúp đơn vị thi công mở đường thuận lợi. Xây dựng được cái tuyến đường này càng dài càng rộng càng đẹp thì để phục vụ cho bà con phát triển kinh tế và làm ăn, và cũng đã tự nguyện hiến đất cho nhà nước để làm đường, xây dựng tuyến đường này ngày càng hoàn thiện. Thôn Phố Thầu vừa tổ chức lễ gắn biển công trình tuyến phố văn minh kiểu mẫu năm 2023. Đây là phần việc thiết thực của thôn hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Chi bộ thôn sau khi ra nghị quyết về xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu đã đặc biệt quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện. Trọng tâm là tạo sự ủng hộ của đảng viên và nhân dân trong thôn. Hình theo cái ngày mà Bác Hồ về thăm Lào Cai thì cũng ra cái nghị quyết của chi bộ, thì tất cả các đồng chí đảng viên và cũng tham gia cái tinh thần ở chất và tỉnh khóa. Tất cả các đồng chí đảng viên và cũng như là bà con nhân dân thì cũng có ý thức và để bảo vệ được cái tuyến phố văn minh này. Thế và đối với những hộ mà chưa đồng thuận ngay hoặc là có những ý kiến là trái chiều thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức gặp riêng, đối thoại riêng, thế và đến tận gia đình để gặp trực tiếp để trao đổi, gặp gỡ để với người ta cũng sẽ hiểu, nhận ra cái lợi ích nên là người ta cũng đồng thuận thôi. Thị trấn Simacai ngày càng phát triển, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Để có được vị thế đó, Đảng bộ thị trấn luôn đặt công tác tuyên truyền vận động lên hàng đầu, với nhiều cách làm sáng tạo, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc.